Không biết đâu để bà. Cứ là nhà cái gì trên trên bàn tí ra chở vợ bà luôn. Đúng rồi, gọi gọi điện của bà đi lên vào đó chị ơi, đóng cửa là đang chặn bà vô đó bởi nó buộc cái chân nó. Làm nhiều mầm nhé. Có bụng này. Món gì của em ơi? Cá quả. Đỉnh đấy nhỉ. Đi vào trong yên đi mẹ. Đi tiếp vào cho em đi nào. Cá làm gì đã ăn được. Đây à? Ngon lắm mẹ. Lâu. Ý cảm ơn tô cơm nên xin cậu nhé. Này cái nước này ngon lắm. Thích ăn cơm. Wi-Fi
Túi. Ủa. Khỏe lắm. Hôm nay đầu xuân mà số như này mà. Ông ơi, cứ cầm đồ không chạm đi. Nào dê cái nào.
đang ở trong Pleiku. Cháu ăn rồi nhà.